Hôm nay ngày 5 tháng 12, huấn viên Kim Sang Sích đã chốt danh sách 26 cầu thủ dự áp cấp cuối năm và quyết định loại 7 cầu thủ không tham dự trong danh sách này. Phải nói là có những cái tên rất bất ngờ. Đầu tiên, đó là cái tên bất ngờ đầu tiên là thủ môn Đặng Văn Lâm bị loại, không phải là Trung Kiên như chúng ta dự đoán từ trước mà phải nói Đặng Văn Lâm là sự bất ngờ. Thứ hai là cầu thủ Văn Trường. Văn Trường cũng được thử nghiệm rất nhiều, tuy nhiên là giai đoạn cuối thì không để ấn tượng ở tiếng giữa. Còn Nguyễn Thái Sơn thì gần như là bị loại thì đã được dự báo từ trước. Phan Văn Đức là một trong những đấu tiếc khi anh không kịp trở lại phong độ đỉnh cao của mình. Còn Nguyễn Đình Bắc thì không thể hiện được nhiều. Trần Bảo Toàn thì cũng mới không thể hiện được nhiều. Đấy. Và Nguyễn Quốc Việt. Và phải nói rằng sự bất ngờ lớn nhất đó là Đảng Văn Lâm. Phải nói thủ môn này là một trong những thủ môn kỳ cựu và được xem là thủ môn số 2 của đội tuyển. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là nó là sự sa sút của Đảng Văn Lâm là rất đáng báo động hơn nữa là đại văn lâm ở thi đấu ở giải hạng nhất, cho nên sự cạnh tranh là rất là khó. Thứ hai là phan trường thì không kiếm được vị trí chính thức ở câu lạc bộ cũng như là việc anh không cạnh tranh nổi vị trí này với võ ngọc tăng cầu thủ mới và đội hình mới, cho nên là phan trường đành phải đi. Còn một cầu thủ nữa đó chính là việc đặng văn trường, văn trường thì không thể hiện được mình nhiều. Và thái sơn thì chúng ta thấy này, thái sơn thì thi đấu hai trong mỗi thành hóa. Tuy nhiên, lấy đội tuyển quốc gia thì không cạnh tranh nổi với Hoàng Đức và, và Doãn Ngọc Tăng cũng như Lê Phạm Thành Long và nói sự thua thiệt của à, Thái Sơn về mặt thể hình cũng là một điều là nói chung là khiến anh bị loạ. Và cầu thủ nữa đó là chính là Phong Văn Đức. Phong Văn Đức thì có lấy lại phong độ ở các bộ Hà Nội. Tuy nhiên thì khi ở đầu tiên quốc gia thì anh không cạnh tranh nổi với những cầu thủ khác và phong độ anh chưa có thể hoàn thiện. Cho nên đó là một sự à, bị loạ rất là đáng tiếc về phong văn đức thì phải nói rằng một trong những cầu thủ ưu tú của huấn luyện viên bắc hăng seo cầu đình bắc thì à, thi đấu rất hay trong màu áo câu bồ hà nội tuy nhiên thì lên tuyển thì đình bắc chưa thể hiện được nhiều song sáu chạy tốt nhưng mà kỹ thuật và à, sự an ý là không có vì thế cho nên là việc đình bắc bị loại cũng là điều là phải nói là dễ hiểu cho nên là chúng ta sẽ nói rằng đây là học trò cưng của huấn luyện viên troussee đây bị loại một cầu thủ là trần bảo toàn thì thi đấu hai ở hoàng anh gia lai tuy nhiên anh là cầu thủ trẻ và chưa đủ tầm để cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia cho nên việc mà trần bảo, bảo toàn bị lọa là không có gì là bất ngờ phải nói đây là một điều rất hết sức là bình thường của đối với đội tuyển quốc gia của chúng ta thì và một trong những cầu thủ của hoàng anh gia lai nữa bị lọa đó chính là quốc việt thì phải nói là những ngôi sao của hoàng anh gia lai ở đội tuyển là gần như là mắt bóng quốc việt là là vua giải trẻ nhưng mà so với vị trí tiền đạo thì quốc việt không cạnh tranh nổi với à, xuân sơn với tiến linh với văn toàn với phạm tuấn hải phải nói là như vậy